Thưa quý vị, sau mỗi lần nướng sạch tiền vào những trò chơi vô bổ trên mạng Internet, một nam thanh niên đã giả nghèo, giả khổ đến nhiều địa phương, gặp gỡ và khiến cho các bị hại mũi lòng cho mượn tiền. Từ đấy thì công cuộc lừa đảo bắt đầu. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo của một bị hại trú trên địa bàn, đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt giữ thành công đối tượng tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khi y đang tiếp tục chuẩn bị thực hiện thêm một phi vụ lừa đảo tinh vi hơn. Cho đến bây giờ, người phụ nữ này vẫn còn rất hoang mang, không hiểu vì sao mình lại nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng để chuyển gần 100 triệu đồng vào tài khoản của người lạ. Trình báo với cơ quan công an, ngày 17 tháng 11, có một nam thanh niên vào tiệm thuốc Tây nơi chị làm việc và xin 500.000 đồng để về quê. Bằng những lời lẽ ngọt nhạt, chị bắt đầu rơi vào bẫy lừa mà đối tượng đã dàn sẵn. Họ nói là chẳng nhầm, không nói là em đã chuyển thêm tiếp 800.000 nữa để trả lại 50 triệu. Nhưng mà lúc nói là em không chuyển nữa. Em chuyển nhiều lần lắm, lần 5 triệu, 10 triệu, 7 triệu, chuyển miệng từ tối hôm đó tới sáng hôm ngày 19, tới trưa. Xong từ khi bạn thu hồi tin nhắn với là tài khoản Zalo em mới biết là bị lừa. Nhận định sự phức tạp của những vụ án lừa đảo, công an quận đã tập trung lực lượng để tiến hành xác minh và truy xét tung tích của đối tượng. Rất nhanh chóng, chân dung nghi phạm đã được xác định. Mặc dù vậy, khó khăn lớn nhất lúc này là tình hình của dịch bệnh COVID-19. Việc di chuyển khỏi tỉnh để truy bắt đối tượng là rất khó khăn. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc công an thành phố, công an quận đã quyết tâm bắt giữ đối tượng. Chúng tôi tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đồng bộ với sự phối hợp với các đơn vị chức năng thì chúng tôi nhận định được đối tượng là hoạt động lưu động và xác định đối tượng xuất hiện tại khu vực thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng thì ngay lập tức chúng tôi cử tổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng. Đối tượng là Nguyễn Thành Thái, 24 tuổi, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan công an, Thái thừa nhận thường xuyên giả nghèo khổ để các bị hại mũi lòng cho mượn tiền. Từ đấy giữ số liên lạc và bắt đầu thực hiện lừa đảo. Dù chỉ học hết lớp 8, gia đình thì khó khăn, nhưng Thái lại đưa ra những tài khoản giả, giá trị hàng trăm triệu đồng, cùng gia đình bề thế, khiến cho các bị hại tin tưởng và không ngần ngại chuyển tiền. Từ đầu năm 2020 đến nay, tôi đã thực hiện thành công 4 vụ với tổng số tiền là 125 triệu do không có công việc ổn định với lại chuyện về chuyện gia đình. Nên em mới sinh ra những chuyện vi phạm pháp luật. Bên cạnh sự tinh vi, mạnh mã của đối tượng Thái khi đã lợi dụng lòng tốt của các bị hại mà phần lớn là phụ nữ, thì điều đáng nói nhất vẫn tồn tại là sự nhẹ dạ, cả tin của một bộ phận người dân. Qua đây, mọi người nên thật cảnh giác, nhất là trong việc cung cấp các thông tin cá nhân hay mã OTP của các tài khoản ngân hàng cho người lạ để tránh lâm vào cảnh tiền mất tật mang.